nữa bố đây ăn thử đi bố. Đến bậc cam mấy kia. Mai mai. Một, hai, ba. Chắc cô đấy. Có chụp tấm rồi đứng một hàng cũng được nhưng mà đứng vòng vòng như thế này được không? Đó là chị xin cho luôn á. Cảnh có đúng lịch trình. Thầy nhà ơi kết mũ ra giùm con nha. Dạ bò mũ ra giùm con. Rồi. Vô vô vô. Vô vô. Chị Huyền có bên này. Có bên này qua bên này. Đúng rồi, một hàng ngồi phía trước nữa, một trường hàng ngồi phía trước nữa giùm con nha. Sài Gòn đưa mát mẻ về đây nhỉ. Nắng cả mùa rồi. Khí hậu rất tốt. Nhưng mà về xứ nghệ phải thưởng thức đặc sản đó. Rồi, cái nắng cái nóng. Cái nắng cái nóng. Mà lại không có cái gì cả. Hôm nay không có cái nắng, không có cái gió đó, không có cái gió. Cái phải là 40 độ và còng gió lao. Thì khi nó mới muốn ở. Đến mát mẻ này là muốn về luôn. Mình còn chờ đợi ai nữa không ạ? À? Không ạ. À, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Toàn người đẹp quá hả? Đây là quê cha này. Đúng rồi. Xá tôi Quảng Bình. À đúng rồi. Bác ơi, trưởng đoàn mình là ai đẹp? Anh Vũ Nội. Chị Vũ Nội nhớ. Mới dân hoa. Mới dân hoa đó dân. À, không 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 bao hả? Không không. Bác về đây. Quê đây mà. Quê anh đây mà. Quê đây. Bác cụ đi. À, xin được kính chào cả bạn anh chị em ạ. Quê hương bác hôm nay thật là vinh dự vui mừng được đón cháu con ta trở về nguồn đây. Chuyển thăm vị của đoàn thật là ý nghĩa đó. Dẫu biết rằng bác đi xa đã hơn 50 năm rồi. Nhưng trở về quê hương hôm nay ta biết rõ hoàn trú quê mẹ, làng sen quê cha. Bác để lại rất nhiều kỷ niệm sâu sắc trong tuổi đời của mình, cũng như cuộc đời người thân đã hy sinh vì sự nghiệp của nước nhà chúng ta. Để làng sen quê đồi chúng ta thăm viếng, biết rằng làng quê
tên gọi đã có từ lâu. Còn di tích ra đời vào năm 1901. Năm mà thân sinh bác đi thi đỗ phó bảng, dân làng Sen vui mừng lần đầu tiên có người đỗ đài khoa đấy. Làng cắt đất làm nhà, chỉnh làm mọn qua lăng tầng cho thân sinh. Đất vườn năm sau nhà lớn năm gian, rồi cây xanh ăn quả trong vườn bà con cũng đã đem về trồng. Sau đó mới xuống Hoàng Thu rước đón gia đình bác về đấy. Thời gian của tội đời niên thiếu, bác ở làng Sen nè là 11 cho đến 16 tuổi. Mảnh đất này sớm được gọi phần hôn đúc. Phẩm chất tốt đẹp của người vừa lớn lên đã thôi thúc người ra đi tìm đường cứu nước. Hay của nhà tranh khá rồng. Như vậy đây gia đình bác chị còn có 4 cha con nữa thôi. Mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan đã mất được kinh thành Huế rồi. Kết quả của tài năng đây, nhà vua Thành Thái ban tặng cho thân sinh bác tấm bằng khắc ghi 4 chữ ân tử ninh sa, nghĩa là ơn nhà vua đã ban về cho gia đình tốt. Lập bàn thờ, ông và bạn quyết định đặt cạnh bàn thờ để mong nơi trụi vàng người vợ mình sẽ được nhận tên vui. Thường ngày ông cùng cả con đã dành những tình cảm cao quý nhất để về bếp bàn thờ dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công lao của trời biển của mẹ. Giờ đây thì người thân yêu trong gia đình không còn ai nữa. Cả chị và anh bác là cô Thanh cậu Khiêm về việc nữa không ai lập gia đình riêng. Cả con không ai có vợ có chồng. Ngày mất, theo đúng phong tục được về hương khói chung trên bàn thờ cùng bố mẹ. Bỏ hoa tươi, đoàn về từ thành phố mang tên bác. Dâng viếng lễ hôm nay à, với lòng thành tôn kính, chúng ta dâng lên hương hồn người thân yêu nhất trong gia đình của bác. Cả bố mẹ, anh trai và chị gái à, người đã có công rất lớn trong việc sinh thành nuôi dưỡng được bác Hồ kính yêu của chúng ta. Hôm nay sự tình cờ may mắn cho đoàn, chúng ta dâng lễ hôm nay. Chiều có lễ tiên thường anh cả Nguyễn Sinh Khiêm mà. Anh ra đi ngày 23 tháng 8 năm 1950. Như vậy những người thân trong gia đình bác đều ra đi vào những ngày cuối tháng. Cha mất ngày 27 tháng 10, mẹ mất 22 tháng Chạp. Chị gái mất vào ngày 23 tháng 3. Bốn lễ sổ những người thân yêu nhất trong gia đình của bác là chúng ta lễ cùng tại đây ạ. Thưa anh chị, năm mất mẹ, bác mình mới lên 11 tuổi thôi. Cả nhà đã dành rất nhiều tình thương yêu cho bác. Bộ phận lớn là nơi tiếp khách của gia đình đây ạ. Nhà có khách, bác là người con nhỏ hầu cha mình thuộc được cho khách. Học với nhiều thầy nổi tiếng tại làng quê, từng làm liên lạc cho cậu chị phu yêu nữa. Và lúc này chúng ta được biết rõ, ngày ấy bác là một trẻ có nhiều tư chất thông minh mẫn thiệp, hiểu được nỗi băn khoăn trăn trở của các bậc cha chủ dạy bày trước vận mệnh bộ đất nhà. Tình yêu quê hương đất nước, ý chí giải phóng dân tộc của bác đã sớm hình thành nhanh nhóm tại làng Sen. Nhắc lại khoảng thời gian sống tại quê hương, bác trả lời với nhà báo nước ngoài: lúc vào đặc tuổi 13, lần đầu tôi được nghe những từ pháp tự do, bình đẳng, bác ái. Từ đó tôi muốn làm quen với nền văn minh của Pháp, tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy. Bác đã đi đúng con đường hoài bão của mình, đem hạnh phúc về cho dân tộc Việt Nam. Gian phòng này, nơi nghỉ riêng của cô Thanh chị bác đây ạ. Thiếu nữ 17 tuổi, về đây cô thông minh xinh đẹp, giỏi chữ Hán, giỏi nghề làm thuốc nam. Đây là ngọn lời cầu hôn, nhưng cô đều từ chối ạ. Ý nguyện của lòng mình, cô tâm sự, cô nọ với bà con rằng: mẹ tôi mất sớm, cha tôi không lấy vợ kế, là con gái lớn trong gia đình, đào làm con, tôi xin nguyện ở vầy để phụng dưỡng cha và chăm sóc các em thay mẹ. Thế là trọn cuộc đời tuổi trẻ, chị và anh đã dành hết chăm sóc cho em khi mẹ không còn. Năm em trưởng thành ra đi, anh chị bác ở quê nhà đã từng tích cực tham gia phong trào yêu nước, giặc và bắt tù đầy nhiều năm mới trả tự do, không ai lập gia đình riêng ạ. Cho đến ngày cách mạng tháng 8 thành công rồi, tin vui đã về khắp xóm làng này.
rằng là Nguyễn Tất Thành, em trai nhà mình đã làm chủ tịch nước, đội tên gọi mới là Hồ Chí Minh. Chỉ người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Tại quê hương, người thân đậm mừng đến phát khóc. Tin trên báo trên đài, tâm sự với bà con cô Thanh nói chuyện này tôi xa Hà Nội. Tìm gặp cho được cụ Hồ Chí Minh xem đó có phải là cậu Thành, em trai tôi không? Em tôi xa quê đã lâu, mà cho về thăm quê thăm gia đình. Không được cấp thầy thu xếp, lặng lẽ rời làng xanh này xuống Ga Vinh để mua vé tàu về Hà Nội tìm em. Cuộc gặp gỡ này sau gần 40 năm xa cách, chị em bà không ai cầm được nước mắt, hàn huyên tâm sự ôn lại chuyện quê nhà, rồi chia tay không một lần tài ngộ nào nữa. Tiệc nước bộn bề, bác chưa kịp về quê thì những người thân đã đi xa rồi. Anh trai cả đã mất được 7 năm kể từ ngày gặp lại, còn chị gái mất được 3 năm mà. Tháng 8 năm 1950, dựa ở núi rừng Việt Bắc xa xôi, khi bác đang chỉ đạo cho chiến dịch biên giới, bác nhận được tin buồn ở quê anh trai cả bác không còn nữa. Anh đi xa, chị Hương Thọ có 62 tuổi thôi ạ. Đớn đau vô cùng, bác buồn tuổi và chỉ kịp gửi về một bức điện chia buồn cùng bà con dòng tộc địa phương quê nhà. Xin đọc bức điện để các anh chị cùng nghe và ta hiểu được nỗi lòng của bác. Đây chỉ vì chăm lo hạnh phúc cho đồng bào mà bác phải chịu tội về quê hương với người thân không một lần gặp gỡ trước lúc đi xa. Nội dung bác viết: được tin anh cả mất, lòng tôi thật đau buồn vì việc nước nặng nhiều, đường xa xa cách. Lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi xin chịu tội bất đệ trước linh hồn của anh. Và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước. Nỗi đau anh mất chưa nguôi, chưa được bao lâu đến ngày chị ba. Người chị cả xác đi vào ngày 25 tháng 4 năm 54 ạ. Địa biết phụ được kết thúc sau đó 12 ngày, cho nên bà cũng không về được. Hòa bình rồi, 3 năm sau bác trở về, cảnh cụ còn những người thân không còn ai để đón bà. Kỷ niệm của tuổi thơ trào dâng, quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Thắp hương dâng hoa lên bàn thờ để tạ tội cho những người thân yêu nhất trong gia đình, rồi lần lượt bác đã về thăm hiện vật. Xin mời các anh chị ta thăm nơi nghỉ của bác tại sân nhà cuối ạ. Mời các anh chị ạ. Đây nhà mình ơi, sân nhà cuối đây ạ. Mời tòa đoàn này di chuyển vào phía trong này đi ạ. Canh các chị vào hết trong nhà, đứng ra một thứ bên này. Chị ơi, tất cả đứng một hướng bên này xem nhé. Đứng lùi ra sau một tí. Mình có nghe được rõ không ạ? Rõ rõ. Anh chị vào hết trong nhà đi. Vừa ấm cúng và tình cảm mà dễ nghe hơn đúng không? Chị vào hết đi ạ. Thưa anh chị ạ, tài sản hiện vật nhà bác để lại vẫn giữ được nguyên bản đó. Mãi lá vách tre là đình kỳ, hàng năm thì chúng ta trùng tu sửa lại. Bác cản bỏ với anh cả Nguyễn Sinh Khiêm này, hơn nhau 2 tuổi, việc học về chơi đều gần gũi bên nhau. Xa anh xa quê ra đi, 51 năm bác trở về. Cảnh của con những người thân không còn ai, nhận ra sự thay đổi. Bác gọi bà con rằng hình như bộ phận ngắn đi rồi, có phải không các chú? Bà con nơi đây cảm động kể về bác cho bác biết, khi gia đình không còn ai ở đây nữa, bộ phận này thân sinh để cho gia đình bản nghèo ạ. Một ông người ta đốt lửa sưởi ấm, lỡ vô tình đã làm cháy đến một tấm rồi. Vệ tích nay vẫn còn lại tấm cháy ngoài cùng, khi vẽ đưa bộ phận về và cứ tấm cháy
để cho bộ phận được bằng nhau, ta buộc lòng phải cưới thêm hai tấm còn lại. So với được đến nay đã ngắn đến khoảng 10 phân rồi. Ngày về bà trăn trở nhớ đến hiện vật của nhà mình như thế. Tâm linh nghĩa của cha đây ạ. Nhớ tình nghĩa cha con vô cùng. Ám thư này cha thường dặn dạy cho cả con học từng câu văn nghĩa chứ. Lương thực, chị em bác tăng xa sản xuất để vò hòm gỗ, tủ để bạn để ăn cơm, mâm gỗ để dành tiệc khách. Nhà bác từ ngày ăn cơm chỉ là mâm tre thôi ạ. Đấy anh chị. Vậy tòa đàn các chị vào hệ thăm nha, đừng ra thử. Chẳng biết. À, xong rồi thì đang có biết ra mắt không ạ? Hay là về để đi xuống nghỉ? Là căn nhà nên để được của gia đình bạc ạ. Ăn cơm là bấm xe, chỉ cùi tre nhỏ là để xong nuôi hàng ngày. Năm 1906 thì Tiêu Đinh Huệ sức dậy về gọi thân trinh bạc đi làm quan. Không còn cách nào để thư chỗ nữa, ông phải xa đi. Nhận chức quan là chuẩn kinh thanh tu chính trị, ông thả về. Sự kiện của dân nghèo, ông sở hoa. Tiêu Đinh cách chức triệt thôi, không cho ông về quê nữa. Cuối đời ông mất được công lệnh Đông Tháp hưởng thọ 67 tuổi. 27 tháng 10 của năm 29 ạ. Thì khi đó bác đang hoạt động ở Thái Lan, không thể nào về được để chịu tang cha. Căn nhà này điều đựng việc xảy ra. Năm 42 anh tết bác ra tu cho bạn trộm về để hoàn thành di tích từ 4 cây cột người ta sử dụng làm chung nuôi trâu bò. Công tác bảo tàng đòi họ có hiện vật gốc nên phải để nguyên trạng di tích như thế này không còn được thay đổi. Cảnh quan vườn nhà bạn trước đấy là chỉ em bạn tăng xa sản xuất thành di tích ba con xín và trồng hoa cho đẹp. Ngay bạn về cản bộ nghệ an báo cáo ạ, cười với bạn trả lời đồng ý cho cô chủ trồng hoa, nhưng ta nên gặm trồng hoa khoai lang vẫn đẹp. Hiệu lòng bạc hòa bình những dân đang đói nghèo, bạc một địa vườn nhà tăng xa sản xuất thôi ạ. Nên từ đó đến nay vườn nhà chỉ có trồng khoai lạc đầu vắng. Cảnh quan nơi đây gần nhà bạc có nhiều ngôi nhà tranh ạ. Hồn lãng riêng chúng ta phục dừng lại một dự án bảo tồn tôn tàu khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn và phát triển du lịch nhằm để tái hiện một không gian văn hóa làng Sen từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ thứ 20. Dù cách chúng ta càng hiểu thêm một miền quê bình dị như bao miền quê khác, nhưng miền quê này ạ sớm có phần hun đúc những phẩm chất tốt đẹp của người và lớn lên đã thôi thúc người xa đi tìm được cửa nữa. Đây là toàn bộ nội dung của buổi thăm viếng về nguồn yêu cầu của đoàn đến đây để kết thúc rồi ạ. Xin chân thành và gửi lời các lời chúc sức khỏe chị về nguồn thật là an vui và được hẹn gặp lại ạ. Chị em của ta. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Quay trai có đồng hương đấy. Bởi vì không mặc các vẻ nào. Thế là chế chế đó, ẩm diện. Lành cái chị. Chị vào cắm đỏ nấu cho chị. Chị vào cái năm đâu, 37 năm đâu, 37 năm đâu. Chị theo cái tờ mỗi năm tối còn chị là kích lắm. Mà chị được một năm thôi, một năm đến năm. Thank you.